Trợ lý tiết lộ nghệ sĩ Hoài Linh bị bệnh nặng, xin dân tình ngừng công kích như châm dầu vào lửa. Trong suốt nhiều ngày vừa qua, kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng, nữ đại gia là vợ ông Dũng Lò Vôi, lên tiếng bóc trần và yêu cầu làm rõ vụ việc 14 tỷ đồng tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt thiệt hại nặng nề năm ngoái, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải nhận rất nhiều thông tin bất lợi. Mọi động thái của nam danh hài trở thành tâm điểm chú ý với công chúng. Trong vụ việc này, nghệ sĩ Hoài Linh đã tiết lộ tình hình sức khỏe yếu kém, từng phải phẫu thuật ung thư nên không đủ khả năng để gửi số tiền từ thiện này tới miền Trung như đã hứa. Qua đó, nghệ sĩ cũng lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn chưa thể xoa dịu câu chuyện và phẫn nộ của cộng đồng mạng. Vẫn có một bộ phận khán giả tiếp tục công kích nam danh hài. Mới đây nhất, một tài khoản Facebook tự nhận là bạn của trợ lý nam danh hài đã tiết lộ rằng Hoài Linh đang trở bệnh rất nặng. Cụ thể, tài khoản này viết, trợ lý nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết là nam danh hài hiện trở bệnh rất mệt cho nên những ai cố tình công kích xin hãy dừng tay lại đi vì chuyện đâu còn có đó. Xin đừng châm dầu vào lửa nữa, nếu không hối hận cũng sẽ muộn. Cũng liên quan tới vụ việc, ngày 25 tháng 5, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nhận được đơn đề xuất ngày 14 tháng 5 năm 2021 của bà NTTH, địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh, đồng thời cấm sóng các chương trình có sự xuất hiện của nghệ sĩ này. Một đại diện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xác nhận có công văn gửi Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đây là một đơn chuyển do thẩm quyền xử lý là thành phố Hồ Chí Minh nên Thanh tra Bộ chuyển về Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Một tài khoản tên PN trên Facebook cũng tuyên bố ít ngày trước rằng bản thân được một mạnh thường quân ủy quyền để khởi kiện Hoài Linh ra tòa với tội danh lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. PN còn đăng tải ảnh chụp biên lai chứng minh giao dịch chuyển khoản 300 triệu đồng đến tài khoản của Hoài Linh để ủng hộ người dân miền Trung, cùng đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Thủ Đức nơi Hoài Linh đang sinh sống. Có thể thấy sau vụ việc 14 tỷ đồng tiền từ thiện, danh hài Hoài Linh đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ngay tại tâm bão.